Trang xin gửi lời chào thân ái tất cả quý vị đang xem đài của Việt Face TV. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kim Tiền Sắc Phạt của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay như thường lệ là 20 tháng 11 năm 2018. Khánh Trân sẽ dùng cái buổi trò chuyện này để mà chúng ta khai thác thêm về khía cạnh của thương trường. Cùng với Khánh Trân trong chương trình ngày hôm nay đó là anh Nguyễn Thanh Vũ. Anh Nguyễn Thanh Vũ là giám đốc điều hành của công ty NTV Financial Group. Anh có đường dài kinh nghiệm sát phạt thị trường trong hai thập niên qua. Thì như thường lệ thì Khánh Trân với anh Vũ mỗi tuần xuất hiện hai lần để mà lên đây trò chuyện quý vị về những cái thông tin biến động trong thị trường cổ phiếu của chúng ta mỗi ngày lên xuống như thế nào. Thì đặc biệt trong ngày hôm nay đó là lần đầu tiên Khánh Trân cũng như anh Nguyễn Thanh Vũ lên đây để tâm tình cho quý vị biết là cái cơ duyên như thế nào mà đưa đẩy anh Vũ đến để mở công ty NTV Financial Group thế này. Chào anh Vũ ạ. Chào Khánh Trân, kính chào quý vị khán giả của đài Việt Face TV. Ngày hôm nay là một cái buổi tâm tình chứ không phải là một cái buổi mà sát phạt như là những cái buổi khác. Cho nên chúng tôi xin tạm dùng cái thời giờ này để chia sẻ thì nhiều hơn về những cái tâm tình và tâm tư của chúng tôi đã làm sao mà chúng tôi đã đến với quý vị và có cơ duyên nào mà quý vị và NTV Financial gặp nhau. Đó là tôi nghĩ là những cái cơ duyên mà chúng ta đã gặp qua những cái làn sóng, những cái tin tức, những cái trao đổi và có một cái sự tin tưởng nào đó mà quý vị đã bắt đầu một cái cuộc hành trình với NTV Financial của chúng tôi. Dạ. Thì Khánh Trân cũng như quý vị đã biết anh Nguyễn Thanh Vũ của chúng ta như thế nào, một chuyên gia trong làng cổ phiếu rất là có nhiều cái kinh nghiệm, những cái đường dài sát phạt như Khánh Trân đã giới thiệu là hai thập niên qua lận anh đã từng làm trong công ty Goldman Sachs. Anh rất là giỏi về thị trường biến động thế nào, luôn luôn chia sẻ cũng như mang đến những cái mục tiêu, mục đích đó, mà là chính là đem đến những cái lợi ích cho quý vị, làm thật nhiều lời, nhiều tiền cho quý vị. Thì hôm nay đến với chương trình này, anh em chúng ta ngồi tâm sự trò chuyện với quý vị để mà biết được là cái lý do thứ nhất mà cái cơ duyên như anh nói là như thế nào mà đã cho anh bước vào cái thị trường chứng khoán anh. Kính thưa quý vị, thật sự ra đó, trong ngành nghề, cái xuất thân của tôi là học kỹ sư, tôi là undergrad của tôi là về kỹ sư cấu tạo, hay là kỹ sư, nó đúng là kỹ sư manufacturing, tức là sản xuất đó. Thì đó là cái undergrad của tôi, nhưng mà thật sự ra, quý vị biết, trong thập niên 90 đó, khi mà mình qua tới Hoa Kỳ này, thì tất cả những cha mẹ đều muốn con cái mình, họ chỉ học ba cái nghề thôi, là bác sĩ, luật sư và kỹ sư thôi, cho nên họ chỉ muốn ba nghề đó đẩy vào, và không ai biết cái gì là chứng khoán cả, cũng không ai biết tài chánh là gì, tại vì họ nghĩ rằng đó là những nghề bán nước miếng, cho nên mình không có thể nào bước vô cái đó được. Cho nên khi tôi đã có cái cơ duyên học kỹ sư rồi thì tôi ra trường và tôi làm một thời gian, nhưng mà khi mà tôi làm một thời gian rồi thì trở về tôi học MBA, mà khi tôi học trong chương trình MBA thì tự nhiên lại đưa tôi vào một cái sự đam mê về tài chánh và nhất là đam mê về sát phạt của thị trường chứng khoán. Và sau đó thì tôi học rất là nhiều về financial accounting, financial cash flow analysis, và từ đó tôi làm rất là nhiều bài thực tập liên kết luôn với Harvard và luôn cả trường Cal Poly. Chúng tôi làm những cái thực tập chung với nhau rất là aggressive để mà pick stock, để mà trade stock, và đã làm những cái công thức nó rất là aggressive. Thì từ đó nó đưa tôi vào cái con đường đó. Và sau đó thì tôi bắt đầu bước vào những cái chuỗi ngày rất là chông gai với Goldman Sachs, mặc dù tôi cố gắng thực tập nhưng mà lắm lúc mình cũng muốn bỏ nghề, tại vì thật sự ra nó là một cái first generation, hay là đúng ra là cái gì nó khó khăn nó cũng làm mình nản. Đúng rồi, nó là một cái generation đầu tiên, nó là một cái gì đó mà chưa bao giờ ông cha mình để truyền nghề lại người ta. Ở Mỹ này quý vị biết những công ty mà tài chánh lớn của Mỹ là truyền lại từ ông cố nha, qua tới ông nội rồi đến cha đến mẹ, rồi nó đi xuống từ từ, nó có nguồn gốc và nó để lại là bạc tỷ để mà có một cái số vốn làm rất nhiều. Còn khi mà mình bước vào cái thương trường, mình bắt đầu mình bước ra, không biết mình chọn làm retail broker hay là mình muốn làm money manager hay là mình muốn làm market maker, thì lúc đó thì tôi lại muốn làm market maker. Thì làm market maker là một cái người mà make market, là quý vị biết cái người mà họ đứng mà ở dưới mà cái floor mà họ đưa tay đưa chân để mà họ trade đó, là những cái market maker đó, và mình làm việc rất là phức tạp. Cái số vốn của mình rất là cao, và inventory á, là cái inventory, cái tài khoản mà họ giao cho mình á, mình phải maintain nó rất là kỹ lưỡng, thưa quý vị. Và trong cái đó thì tôi lại học rất là nhiều thứ khác nhau để mà trong trading. Thì vì thế cho nên á, tôi từ đó thì tôi mới nghiên cứu ra những cái sách lược khác hơn. Và thật ra cái cơ duyên nó đưa đẩy là chắc là trong dòng máu của mình nó có sự sát phạt sẵn rồi. Cho nên mình bắt đầu mình thích cái chương trình như vậy. Anh thích cái gì mà drama, cái gì gây cấn là phải làm cho anh có một cái gì đó khiêu khích anh để mà anh mới có thể bước vào trên một con đường thị trường chứng khoán, phải không anh ạ? Đúng ạ. Thì nãy như anh chia sẻ là cái gì cũng có nguồn gốc của nó, và giống như cái gì cũng có ông cha mình để lại như thế nào đó. Thì theo như anh thì
chắc chắn ai cũng có những cái vị thầy đầu tiên của mình, những vị thầy của mình, những người mà dìu dắt cho mình, hướng dẫn cho mình hay là nâng đỡ cho mình, có những cái kiến thức để cho mình học hỏi để mà mình từng bước đi lên như vậy. Thì người ta nói không thầy đâu mày làm nên. Thì những vị thầy đầu tiên của anh là ai? Anh có thể chia sẻ chút ít về bản thân của anh cũng như thầy của anh. Cái thứ vị, thật sự ra những người thầy mà dạy cho tôi, họ không có dạy tôi trade stock, mà những người thầy dạy cho tôi là họ dạy cho tôi những cái tư cách để mà bước vào trong một cái thị trường sát phạt. Những người như là Peter Drucker, Ken Blanchard. Quý vị biết Ken Blanchard viết cái cuốn sách là One Minute Management, cái nghĩa là mình có thể quản lý toàn bộ công ty mình chỉ trong một phút thôi, quý vị, một ngày một phút thôi mình sẽ quản lý toàn bộ công ty của mình. Và đó là những người mà họ viết những cái technique, công thức rất là hay. Multiple level management, có nghĩa là leadership, về cái leadership đó, multiple level leadership nghĩa là leadership mình, hay là cái người lãnh đạo đó, họ có nhiều cái hệ thống lãnh đạo, hay là nhiều cái cách lãnh đạo tùy trường hợp, chứ không phải là chỉ có một cách lãnh đạo là hãy mà nhân viên của mình, hay là mình dùng cái phương pháp là mình directive hoài không được. Nó có những cái cách coaching, rồi directive, rồi supportive, rồi delegation, tất cả những cái đó mình phải học qua tất cả những cái đó. Và khi là những người thầy như vậy mà họ dạy thì rất là thích. Mặc dù tôi không có theo Anthony Robbins nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy đó là một cái motivational speaker rất là hay, mặc dù tôi không có theo đuổi điều đó. Và một những người thầy mà tôi học nhiều nhất đó lại không phải là thầy của secular, nhưng mà thầy trong trường đạo. Tôi là một trong những người mà đi học đạo, cho nên tôi học kinh thánh rất là nhiều. Và trong những người thầy trong kinh thánh, những cái cách mà lãnh đạo của những vị lãnh đạo trong thánh kinh, như là Moses, như là Joshua, hay là Yossi, vân vân, những người đó họ có những cái cách họ lãnh đạo. Như là David, những người mà có những cái như vua David đó, những cái cách lãnh đạo mà nó incredible. Solomon, quý vị biết những tác phẩm của Solomon, đọc vào quý vị biết những cái kinh hoàng về sát phạt trong đó như thế nào, và cái cách mà xử sự như thế nào. Đây là những cái mà tôi học được, và tôi nghĩ rằng đây là những cái phương pháp mà đã được develop, nó impact, nó dính trong cái con người của mình. Và ngoài đó, với những vị thầy mà trong tôi đã có những vừa qua, là hầu hết là những người thầy mà họ dạy tôi những cái chiêu thức như là tế nhị, táo bạo, gan dạ, lì lợm, tàn nhẫn, phức tạp. Đó là những cái mà con người mình phải có để mà mình tiếp thu được. Cho nên mình không có những cái đó thì mình không có thể nào mình nắm được cái thị trường của mình, và mình không thể nào bước vô sát phạt được. Đó, cho nên đó là những cái mà tôi nghĩ rằng học những cái đó và có những bản tánh đó và cái cá tánh đó, nó sẽ giúp cho mình, hay là đúng ra nó sẽ control được cái cách mình execution. Tại vì khi mà mình ra tay, người ta nói là tính toán mau lẹ, tính toán kỹ lưỡng và ra tay mau lẹ. Nếu mình không có hai yếu tố đó mình không làm được. Tính toán mà không kỹ lưỡng mà ra tay chậm chạp là đường chết thôi. Mà tính toán kỹ lưỡng mà ra tay chậm chạp cũng không được. Mà tính toán không kỹ mà ra tay mau lẹ cũng chết, thưa quý vị. Cho nên hai cái factor nó phải đi chung với nhau. Chung phải có sự cân bằng nữa. Đúng, phải cân đối như là đó. Cho nên tất cả những đó là những cái mình phải học được của những vị thầy mà có thể họ không có nằm trong cái giới của Wall Street, mà họ nằm ở ngoài cái giới đó. Vậy là thầy dạy cho anh là về vấn đề tài trí, và biết phải biết đối những cái thế nào là tài trí đó. Và quan trọng là trong tôn giáo thì luôn luôn chỉ dạy cho mình là quan trọng là cái đức. Có tài phải có đức nữa thì mình mới đứng vững mãi, phải không anh? Đúng rồi. Dạ, thì còn em nghĩ làm cổ phiếu thì đôi lúc nào mình cũng phải tính toán. Thì anh thấy có đôi lúc anh làm cho anh stress như vậy, thì em nghĩ là anh phải có những cái gì làm cho anh relax, ví dụ như âm nhạc, phải không ạ? Đúng rồi. Thì như anh Nguyễn Thành Vũ chúng ta thỉnh thoảng thì anh sẽ cũng có làm những cái show về âm nhạc rất là hay. Và cái show em được biết, và cái show cuối năm của chúng ta, công ty chúng ta có tổ chức để mà chiêu đãi những vị khách hàng của mình, thì anh có thể chia sẻ một cái show mà countdown cuối năm cho khán giả biết. Kính thưa quý vị, chúng tôi thật ra là những người rất là đam mê nghệ thuật. Sẵn đây giới thiệu quý vị, đây là một Khánh Trân, cũng là không phải là chỉ co-host với tôi chương trình và làm việc chung với chúng tôi, nhưng Khánh Trân cũng là một ca sĩ rất là thuần túy của ban nhạc chúng tôi. Và trong cái entertainment chúng tôi dùng để mà chúng tôi không phải để make money, mà để cho chúng tôi có một cái communication với sân chơi, để mà giải tỏa giao lưu với người khác. Thì tiện đây xin mời quý vị luôn là cuối năm nay 31 tây tháng 12 là chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình dạ tiệc countdown, tức là cuối năm, trong đó có dạ tiệc có 8 món ăn, không các răng ạ? 8 món ăn có rất là ngon,
lobster rồi bát bổ và những món khác đó gọi là rất là thượng hạng. Đúng vâng. Anh Nguyễn Thanh Vũ lúc nào cũng muốn chiêu đãi đến tất cả các quý khách, không có cần biết là phải lời lỗi thế nào. Anh thì không nghĩ là chuyện lời đâu, anh chỉ muốn là có một sân chơi giao lưu và để cho âm nhạc, mà âm nhạc thì không cần là phải tính toán quá nhiều. Muốn ăn lúc nào chiêu đãi cũng ngon, khách lúc nào cũng khen về rất là hài lòng. Thì lần này là có phải là anh là tặng cho mỗi vị khách của chúng ta là 2 vé một cặp phải không anh? Đúng rồi. Yeah. Mỗi vị khách mà có tài khoản với NTOF thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp về với Khánh Trân, hoặc là về số điện thoại của công ty, hoặc là email về công ty, thì chúng tôi sẽ ghi danh quý vị và tặng cho quý vị 2 vé để quý vị đi vào trong cái dạ tiệc với chúng tôi để mà thưởng thức. Và trong cái dạ tiệc này cũng là cái ngày giao lưu giữa công ty MTV Financial và những người vị khách của NTLF. Tôi sẽ có 30 phút để dành để nói chuyện giao lưu cùng quý vị, và sau đó thì đúng 7 giờ chúng ta sẽ nhập tiệc, và từ đó chúng ta chỉ có countdown và enjoy và relax và rượu thịt và và nhạc rất là vui. Vì cuối năm thì chúng ta cũng phải đi chơi thôi, mà dịp này là vừa đi chơi vừa gặp anh Vũ, mà thật sự Khánh Trân có những cuộc gọi rất là dễ thương. Cảm ơn là những vị khách mà mở cái CD Ameritrade được anh Vũ trading tiền lời rất là cao, rất là cảm ơn anh Vũ. Và cũng có biết cái chương trình của mình là cũng muốn đến tham dự để mà muốn gặp anh ngoài đời. Anh bây giờ là cũng là rất nhiều người hâm mộ anh Vũ đó nha. Thì bây giờ Khánh Trân xin thông báo quý vị nào mà muốn thêm tới chơi dự tiệc 31 tháng 12 countdown trong dịp cuối năm này, thì sẽ liên hệ cho số phone được hiển thị trên màn hình để mà chúng ta nhận được những chiếc vé mời của NCB Financial Group. Và bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tâm tình về cái vấn đề mà thị trường, thương trường, chứng khoán. Như lúc đầu anh Trang nói là như anh, lý do mà anh bước vào con đường chứng khoán cũng như là những vị thầy của anh đã hướng dẫn như thế nào, anh đã chia sẻ quý vị. Thì câu hỏi kế tiếp thì Khánh Trân về vấn đề đầu tư, thì nếu mà muốn học ra làm thật nhiều tiền thì anh nghĩ bắt đầu mình đầu tư từ đâu? Thưa quý vị, thứ nhất tôi nghĩ bước vào thị trường chứng khoán đó, mà quý vị muốn làm công, làm một broker, làm retailer thì nó không còn cái thị trường cho mình nữa. Broker sẽ không còn thị trường cho quý vị. Muốn làm money manager nó một ngành nghề khác. Nhưng mà mặc dù vậy, tôi nghĩ cái đầu tiên không phải là mình thích ăn thua mà bước vào thị trường. Quý vị, đầu tiên là mình phải ngồi xuống và mình coi thử cái bản năng của mình. Mình coi tiền có phải là nó quá quan trọng hay không, cái ăn thua nó có quan trọng hay không đối với cái mình. Và nếu mà nó quá quan trọng và mình có thể đánh đổi được những cái thứ khác nữa, thì mình phải xét lại từng giai đoạn về con người của mình. Thứ nhất là mình phải tu tâm mình trước, tu tâm dưỡng tánh mình trước, rồi mình mới ra mình sát phạt được thị trường. Thưa quý vị, và cái tu tâm dưỡng tánh cái nhất là quý vị phải cân đối giữa tham và sợ. Không thể quá tham, tức là bản tánh mình có phải là những người rất là tham hay không. Và nếu bản tánh mình có phải là những người rất là sợ hay không. Nếu quý vị có một trong hai bản tánh đó mà nó nắm mình vững quá hay cứng quá, quý vị rất là khó để mà thành công trong thị trường. Cho nên quý vị lúc nào cũng phải chuẩn bị cái điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng hai cái đó là hai cái điều quan trọng. Và cái thứ hai, quý vị không thể nào mà tính chậm được. Trong Wall Street nó không có một cái máy tính nào tính lẹ hơn quý vị. Một trong vòng 30 giây quý vị phải quyết định mua hoặc là bán, hoặc là đi ra, hoặc là ở lại với một cái cổ phiếu 100-200 ngàn đô một cách bình thường. Và đó là cái điều quý vị phải làm trong vòng 10-15 giây thôi. Mà trong vòng 15 giây đó, những cái cập nhật tin tức mà nó cho mình để mình nắm và mình liếc qua một cái, nó phải có được cái nền tảng, và mình phải bỏ hết tất cả những cái dư âm, mà phải lấy lại những cái core, những cái âm thanh đúng đắn để mà mình chiếc vô cái lỗ tai của mình, và mình make cái decision đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng quý vị phải cần có trước khi bước vào thị trường. Biết nắm bắt không có dễ dàng ha. Anh Vũ, em thấy anh Vũ rất là giỏi, và mình cũng rất là cảm ơn anh Vũ. Khánh Trân nghĩ quý vị, những khách hàng cũ đã làm việc với lại NCV, Khánh Trân biết quý vị, có nhiều quý vị rất là vui và happy, là vì nếu bình thường quý vị có một cái số tiền lớn trong nhà băng, quý vị để nhà băng thì quý vị sẽ không có được xin một khoản tiền lời nào cả. Nhưng mà nhờ có anh Vũ trong thời gian qua, anh đã lập ra công ty này và đã mở rộng ra để cho quý vị có thể đầu tư vào và được chia lời mỗi 3 tháng một cái tiền lời cố định là 4%. Nó rất là nhiều so với ở ngoài, không có chỗ nào mà có thể là chia lời với quý vị nhiều như vậy, và rất là uy tín như công ty NCV. Thì Khánh Trân cũng muốn chia sẻ với quý vị là, và tóm lược cho những cái chương trình mà có bây giờ hiện giờ trong NCV Financial Group là NTLF 16 Fix. Có nghĩa là 4% cho mỗi 3 tháng, mỗi tam cá nguyệt, một quarter, quý vị sẽ được chia lời là 4% cố định. Thị trường lên xuống như thế nào quý vị không cần phải lo. Và cái tiền vốn quý vị đầu tư vào là 5.000 đô la mỗi 3 tháng, quý vị sẽ được chia 4%. Và cái chương trình thứ nhì là NTV B90,
90 ngày, coi như mua trái phiếu 90 ngày thì trong cái minimum mà quý vị đầu tư vào sẽ là 10.000 đô la. Thì 90 ngày quý vị sẽ được nhận là 10.000 đô la cộng thêm 300 đô. Và cái tài khoản thứ ba quý vị là cái đó gọi được mang tên là TD Ameritrade. Quý vị trading là 50.000 minimum, quý vị sẽ được nhận, sẽ được anh Vũ trading cho quý vị, đại diện trading quý vị. Và quý vị có muốn liên hệ để mở tài khoản thì quý vị có thể liên hệ vào công ty với số phone là 714-251-6036. Có hiển thị trên màn hình, quý vị có muốn liên hệ để mà hỏi trực tiếp chuyên sâu hơn để mà về chi tiết thì quý vị có thể điện thoại vào công ty bất cứ lúc nào, sẽ có những nhân viên trực trong đấy để trả lời những câu hỏi thắc mắc quý vị. Và thông báo cho quý vị là đầu năm, tức là năm sau 2019, thì những chương trình này NTLF 16 feet chỉ nhận đầu tư là 10.000 trở lên, cũng như là tài khoản TD Ameritrade là sẽ nhận không còn là 50.000 nữa mà sẽ là 100.000 trở lên. Xin cảm ơn quý vị. Và cái câu hỏi cái câu hỏi kế tiếp mà Khánh Trân muốn tâm tình với anh hôm nay, Khánh Trân cũng có viết ở đây để mà hỏi anh thị trường chứng khoán và những đầu tư khác thì có gì, nó có những cái điểm gì khác biệt ạ? Thưa quý vị, tất cả những cái đầu tư của Wall Street và chứng khoán khác nó có nhiều khác biệt, mà khác biệt đầu nhiều nhất mà tôi thấy đó là liquidation. Không có một cái đầu tư nào mà đi vô đi ra mà việc có thể đổi từ cái đầu tư đó qua thành tiền trong vòng 1 giây 2 giây được. Quý vị thì rút tiền ra cổ phiếu và tiền nó giống như là một thôi, mình muốn rút ra lúc nào mình nhấn nút cái là đi ra. Còn thí dụ mua nhà, mua cửa, real estate thì nó hơi chậm hơn, nó là khác nhau về cái liquidation, đó là cái quan trọng nhất là liquidation. Cái thứ hai nó khác nhau nữa đó là nó rất là lẹ, các thưa quý vị, ăn thua trên thị trường chứng khoán nó lẹ hơn là ăn thua trên bất cứ một cái thị trường nào hết. Mặc dù vậy, cái thị trường chứng khoán nó vẫn có cái maneuver lẹ hơn tất cả cái khác, quý vị có thể nhảy từ cổ phiếu này qua cổ phiếu kia, nhảy ngược lại cổ phiếu này, đó là cái là mình có cái level switch, mình không bị bó tay. Còn như trong real estate, thí dụ tôi không phải là nói về cái real estate investment là nó tốt hay xấu, nhưng mà nó sẽ không cho chúng ta switch around dễ dàng như vậy. Vì nhảy từ cái nhà này qua nhà kia thì nó cũng là trong một cái thị trường thôi, chứ không phải là có nhiều cái cổ phiếu, nó chỉ là một cổ phiếu mà nhảy từ vùng này qua vùng kia thì nó cũng vậy thôi. Nên trên nguyên tắc là nó cũng không có làm cho mình thêm nhiều tiền, tại vì nhà mà tăng giá across the board, tất cả mọi nơi, chứ không phải là chỉ có một cái tăng giá không. Còn cổ phiếu nó lên thì ví dụ nó lên từng group, từng đợt, từng sector nó đi lên, cho nên mình có thể mình move around những sector đó và tiền của mình đi tới đâu thì mình lời tới đó. Đó là cái khác nhau. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là vào tuần lễ Thanksgiving. Anh có những lời chúc gì cho những khách hàng đã và đã đang đầu tư vào công ty của mình, những cái lời chúc gì cho khách hàng? Cái về Thanksgiving là một cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng có rất là nhiều sự tạ ơn, nhưng mà nếu quý vị mà muốn tạ ơn thật là nhiều, quý vị đã phải mua cổ phiếu của Wall Street trước cái ngày Thanksgiving. Thường thường trong 10 lần Thanksgiving là hết 8 lần sau Thanksgiving là thị trường nó lên rất là mạnh. Cho nên thí dụ như trước đó thì nó xuống rất là mạnh, nhưng mà sau đó là lên rất là mạnh. Cho nên những ngày như bây giờ mà trước Thanksgiving mà thấy thị trường nó đánh xuống, quý vị hãy nên mua rất là mau, tại vì qua Thanksgiving là nó mở cửa rất là cao, mở cửa thật là cao chứ không phải là thấp nữa. Stock nào cũng gáp lên hết á, chắc người ta đi chơi về người ta khoái. Mà bên cổ phiếu có Black Friday không anh? Just kidding. Cổ phiếu có Black Friday, nhưng mà cái Black Friday đó của cổ phiếu là thường thường là những cái ngày mà người ta bán ra rồi mình mua vô thôi, chứ là sáng cũng phải là nó Black Friday là nó sụp cái rầm xuống như là những cái thị trường. Tại vì thị trường bây giờ không có sập đổ xuống một cách dễ dàng, thưa quý vị. Không có một cái điều kiện gì đây, quá nhiều trader, quá nhiều cổ phiếu trên thị trường, cho nên nó không phải là một người trade, một người nắm hết tất cả những cái sát sinh của thị trường hay sát phạt của thị trường. Cổ phiếu nó chia ra gần cả tỷ người trên thế giới này nắm, là quý vị, cho nên nó không phải một ngày mà đem xuống được. Cho nên chúng ta không bao giờ sợ cái chuyện mà nó xuống một ngày, cái đó là cái điều quan trọng. Còn với Khánh Trân thì trước mùa lễ tạ ơn, Khánh Trân thì xin cảm ơn những nắng thiêng liêng, cũng như là cảm ơn cha mẹ và cảm ơn những người thân yêu của mình. Thì bên cạnh đó, Khánh Trân cũng muốn cảm ơn đến anh Nguyễn Thanh Vũ, vì anh Nguyễn Thanh Vũ đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích mà cũng đem rất là lợi nhuận rất là nhiều đến cho quý vị. Thì chúng ta cũng như Khánh Trân một lần nữa xin cảm ơn anh Vũ, và xin chúc anh Vũ có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm công việc này để giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và Khánh Trân xin nhắc một lần nữa, quý vị có những câu hỏi thắc mắc nào về những cái chương trình của chúng tôi thì quý vị có muốn hỏi thêm thì Khánh Trân cũng như tất cả nhân viên trong đấy trực 24/24 sẽ trả lời cho quý vị, nhất là những quý vị ở tiểu bang khác. Quý vị có thể gọi vào bất cứ giờ nào với số điện thoại là 714-251-6036. Và quý vị nào mà muốn mở những cái tài khoản mà
personal thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà Khánh Trân cũng như tất cả các nhân viên trong đấy sẽ hướng dẫn hoặc là sẽ mở tài khoản cho quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ còn một ít phút nữa thôi là chúng ta là hết cái chương trình tâm tình này rồi, thì anh có nghĩ là chúng ta sẽ có những chương trình như vậy nữa để lên ngồi trò chuyện quý vị không ạ? Thưa quý vị, mình tâm tình với nhau thì hy vọng rằng lâu lâu một lần thì được. Chúng tôi nghĩ rằng cái chương trình chính của chúng ta là sát phạt, cho nên tuần tới chúng ta sẽ trả lời sát phạt và mang tất cả những tin tức về tốt nhất thì cho quý vị. Trước khi xin chào cho quý vị thì Khánh Trân nhắc lại quý vị chương trình Countdown 31 tháng 12. Mong quý vị sẽ đến đấy để mà giao lưu với anh Vũ, cũng như là mình thưởng thức một cái dịp cuối năm thật là vui nhộn. Khánh Trân cũng như anh Nguyễn Thanh Vũ xin hẹn quý vị lại chương trình tuần sau với chương trình Kim Tiền Sát Phạt. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.